Em này chào các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021. Thì em làm khá là nhiều cái video, rất là nhiều vấn đề rồi. Nhưng mà có một cái video mà em thấy nó cũng hơi thiếu sót nếu như mà không làm cái video này. Đó là cái việc mà cô chú chị sưu tầm cây trên mạng về, mình phải xử lý nó như thế nào khi mà nó còn nguyên giá thể và về nhà nó có bị dập gãy thì mình sẽ làm như thế nào. Thì hôm nay em làm cái video sơ bộ cho mọi người nắm rõ để có cái cách mình chăm là nó tốt hơn và xử lý nó sẽ ổn định hơn trong cái việc mà trồng và chăm sóc cây lan. Thì mời mọi người cùng theo dõi video nhé. Đây, như trên màn cô chú anh chị có thể là quan sát, ở đây là em mới có sưu tầm ba cây này. Thì ba cây này là ba cây năm cây trắng HO. Em sưu tầm về thì do cây vận chuyển nó không may là nó bị dập gãy lá, mặc dù là gửi xe ô tô. Cái cách đóng hàng của người ta không được cẩn thận. Thì cái này nếu mà về cơ bản thì mọi người có thể là cũng không lấy của người ta cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi tội một chút. Thì em thấy là cái cây nó bị dập lá nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến nhiều bốn cây, tại vì đến mùa này thì cây nó phát triển cũng kém rồi, thì cũng một thời gian ngắn nữa nó sẽ thắt ngọn thôi. Em vẫn cứ quyết định là lấy cây cho người ta, nhưng mà cũng phải nói cho người ta biết là để lần sau người ta đóng cái cây cho nó đàng hoàng, cẩn thận cho khách một chút. Thì ở đây nó đã như cái lá này là bị gãy, em để như này, cái lá này thì cũng gãy rồi và ngọn cũng bị dập rồi. Đấy, hai cái cây bên này cũng vậy, đây cũng bị rồi. Thì cái này nếu như mà cô chú chị mà bình thường ở nhà mình nhé, là những cái lá này mọi người sẽ vặt bỏ đi. Nhưng mà theo em ấy, với cái trường hợp nó bị như này rồi thì cô chú chị nó không nên vặt bỏ đi. Thì tại sao mình lại không nên vặt bỏ đi? Tại vì khi mà cái lá này này mà cô chú chị vặt bỏ đi thì cái lớp áo lụa này là nó sẽ khô lại. Nó khô lại nó thành cái áo màu trắng đấy. Mọi người quan sát ở vườn mình sẽ thấy. Thì cái áo màu trắng này nó không có thể quang hợp được và cũng không thể hấp thu dinh dưỡng được. Thì cái đoạn thân, mặc dù là chỉ một đoạn là từ đây đến đây thôi, từ đây đến đây thôi, là cái đoạn thân này nó khô, cái áo nó khô thì nó không quang hợp và không lấy dinh dưỡng. Thì cái đoạn này đến cuối năm nó sẽ không phình được thân ra. Cái này là tại sao mà nó như vậy thì cái này em sẽ không có cách và cũng không có lời giải đáp cụ thể cho cô chú chị được. Mình gọi là đây là nó chỉ là cái kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm của bản thân em thôi. Thì cái lá này thì theo quan sát của em, nếu mà để như này thì cái sơ ở trong cái chất sơ ở trong cái vỏ lụa này nó vẫn cứ nuôi được cái lá này, nó sống và cái lá này nó sẽ không bị héo và không rụng, kể cả những cái lá như này thôi. Ví dụ như cái lá này thì mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi thì là ok, tại vì cái đoạn này nó cũng dập hết rồi. Bình thường mình giữ lại một nửa là được, còn cái phần này mình có thể là loại bỏ. Cái lá này thì như đây thì, nó dập như này nhưng mà không sao cả, mình vẫn để, hoặc là cô chú chị cũng có thể cắt đi, tại vì đoạn này là nó vẫn cứ thể là lấy được. Thì mình không cắt bỏ nó đi thì cô chú chị sẽ phải là tác động thêm, đó là mình sẽ phải sát khuẩn để cho nó cháy đi những cái vết thương ở trên cái bề mặt cái lá cây. Thì ở đây là em sẽ dùng cái cồn 90 độ, cái này là cồn 90 độ nhá, em chiết ra đây đấy. Thì em sẽ cho vào cái tăm bông này, nhỏ tăm bông rồi sau đó là cô chú chị trà nó vào những cái chỗ vết thương này để nó cháy cái vết thương đi. Sau này mình tưới nước là nó sẽ không ngấm được vào cái vết thương nữa. Như ở đây là có một cái lá này này, đây này, nó rụng này, sau này cái đoạn thân này nó sẽ không to được, nó không lấy được dinh dưỡng là không to được. Nhưng mà nó bị rụng rồi thì thôi, mình cũng đành phải chịu thôi, biết làm sao được. Đó, tự nhiên là mất đi cái vẻ đẹp của cái cây này rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng là nó lại thành ra như thế này.
Đây, sau khi cô chú anh chị chấm như này rồi thì mình sẽ để trong vòng khoảng 2 đến 3 tiếng để nó khô đi. Và khi mà chấm như vậy cô chú anh chị cũng là lúc mình dỡ ra khỏi cái thùng mà mình sẽ thao tác mình chấm luôn. Thì mình sẽ để trong vòng khoảng 2 đến 3 tiếng ở chỗ râm mát, hoặc là để mình lấy mình nhận cây vào buổi chiều chẳng hạn như vậy. Mình nhận cây vào buổi chiều à buổi sáng. Mình nhận cây vào buổi sáng thì mình sẽ để mình chấm vào, mình để vào chỗ râm mát đến chiều tối là mình sẽ thao tác tiếp. Thì bây giờ em sẽ thao tác là như thế nào. Thì cái này là em nhận buổi sáng rồi, em để ở chỗ râm mát từ sáng rồi. Và em cũng đã tiến hành em sát khuẩn vết thương rồi. Thì bây giờ là bước tiếp theo mình sẽ làm như nào. Thì bước tiếp theo là mình sẽ phải loại bỏ một số cái phần phân và cái chất bẩn ở trong cái giá thể này đi. Thì có nhiều video em đã hướng dẫn rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ làm cụ thể hơn cho mọi người cùng theo dõi. Và mình loại bỏ nó như thế nào thì mời cô chú chị lại tiếp tục cùng theo dõi video nhé. Rồi ở đây là em đang có một cây chậu nước, đây là nước trắng bình thường thôi. Thì cô chú chị sử dụng cho em là cái thuốc diệt côn trùng Hantasi này. Ở bên trên nắp nó có chữ Hantasi, dưới này nó có chữ Femirula US. Đấy, vừa đọc tiếng Anh nó méo hết cả mồm. Thì cô chú chị là sử dụng cho em cái này nhá. Mình sẽ hòa cái này thì không có tỷ lệ gì đâu, mình cứ hòa nó đục nó ngả sang cái màu nước gạo là được. Em thì em không tỷ lệ gì cả. Nếu bác nào mà công thức thì có thể là dùng bốn cái lắp đấy, mình sử dụng cho là 20 lít nước, 4 đến 5 lắp này này. Cái lắp này này. Mình đổ vào cái lắp này cho 20 lít nước thì cô chú chị là sử dụng là như vậy. Thì mình cứ hòa nó nhờ màu nước gạo này. Mọi người ngoáy lên, em thì em cứ hòa nhờ này thôi, em cũng không có công thức gì cả. Đó. Nên sau đó là mình sẽ ngâm cây giá thể trong vòng nửa tiếng đến một tiếng. Thì mình ngâm như vậy thì nó có côn trùng côn chiếc thì nó sẽ chết đi. Và thứ hai là nó có cái nồng độ muối ở trong cái giá thể thì nó cũng làm nó xả đi theo cái đường nước, nồng độ muối nó sẽ bị hạn chế đi. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà cái giá thể của mình ví dụ như là nó bị lấm bẩn ấy, thì cái thuốc này nó cũng hạn chế đi một phần rất là lớn ở trong cái việc là ngâm giá thể. Những cái lấm có hại cho cây ấy, là cái thuốc này nó cũng diệt được. Tại vì là có một số cây hàng thân lá là em ví dụ em thay cái giá thể này em lười, em thấy là cái rễ xuống nó đen đầu là em đã tiến hành là em cho vào đây em ngâm. Thì ngâm thì là nó cây giá thể của mình nó như kiểu nó mới hơn ấy, nó sạch hơn ấy, thì cái rễ của mình nó xuống là nó xuống nó không bị đen luôn. Đây này. Đấy, run cũng chết nha mọi người nhá, có run cũng chết, có dán đất có điếc các thứ đều ngâm vào cái này là chết hết. Dán đất run rồi nó cuốn chiếu, nói chung là cái gì nó có hại thì là nó, cái thuốc này nó sẽ xử lý hết. Em nghĩ là hai cái chậu kia, những cái chậu mà nó có bộ rễ khỏe nó tốt như này thì thường thì nó sẽ không có cái côn trùng nhiều mấy. Tại vì chắc là cái người chủ này người ta cũng khá là cẩn thận, nên là cái việc mà cái giá thể nó không bị ảnh hưởng gì là sẽ cao hơn. Nhưng mà mình về nhà mình muốn chăm cây theo cái ý của mình chẳng hạn ấy, thì mình sẽ phải xả hết đi. Mình làm cho nó mới như gần như là mới hoàn toàn thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, em xả hết như này rồi, mà em sẽ ngâm trong vòng nửa tiếng nhá cô chú chị nhá. Nửa tiếng sau lại mời mọi người cùng xem video. Giờ em sẽ đi em tiến hành em tưới cây, tưới xong là quay lại làm cái này là vừa. Rồi sau khi mà cô chú anh chị đã ngâm được nửa tiếng rồi, mình sẽ cho cái vòi nước này, mình xả cái này để cho có bao nhiêu cặn bã ở trong giá thể nó trôi hết.
ra ngoài qua những cái đường lỗ thoáng của chậu lan. Thì cái việc mà mình xả như này thì cô chú chị có thể là những cái chậu nhựa, chậu gỗ, chậu đất đều mình có thể là xả được hết, chứ không nhất thiết là phải những cái chậu đất như em đang làm này. Thì mọi người đều cái quy tắc là mình làm như nhau, mọi người nhìn dễ rất là đẹp. Đấy. Thì cô chú chị xả như này, xả hết lên đi, xả nó thật sạch đi. Đây em vừa ngâm này. Nhưng cái đã tối rồi cô chú chị ạ. Thì sau khi mà cô chú anh chị đã tiến hành xả nước và xịt đi những cái phần phân bẩn hoặc là cặn bã ở trên cái chậu lan của mình rồi, thì mọi người sẽ quan sát là sẽ thấy những cái rễ này nó bị hỏng đấy. Thì mình sẽ cắt bỏ đi. Những cái rễ này nó sẽ là nguyên nhân sang năm nó sẽ gây ra việc thối nhuyễn nhũn rất là nhiều. Thì mình sẽ tiến hành là bổ sung cho nó thêm một ít giá thể vào đây. Ít thôi, cũng không cần quá là nhiều đâu. À, mình sẽ bổ sung vào nhé mọi người nhé. Các bạn mà tùy các bác muốn cho nhiều cho ít thì tùy mọi người. Đây em sẽ cho một ít này thôi. Và em sẽ cho một ít phân nữa. Em sẽ vì cây này nó đang phát triển rất là mạnh, em sẽ bổ sung đạm vào cho nó. Và thứ hai là em sẽ bổ sung cây đạm vào để sang năm mình làm ki nó dễ hơn. Đó là em sẽ sử dụng cái phân xanh và cái phân hồng này này. Phân xanh poly, phân hồng là phân đạm 20-10-10 của Hàn Quốc. Phân xanh là phân poly của Mỹ. Đó, em sẽ không cho cái phân lân. Để em thúc cho nó lớn thêm một chút nữa, sau đó nó thắt ngọn. Và em sẽ sử dụng là cái phân hữu cơ. Nó là phân chuồn quế. Cái phân này là những cái phân mà nó bị loại ra mà em bán cho cô chú chị là những cái này nó bị vỡ, nó vỡ, nó vụn. Em dùng những cây vỡ vụn này, cái này là lãi của em đấy. Đấy. Cứ bán phân là lãi được những cái này là em dùng. Không sao cả, miễn là nó tốt là được. Không bị tan ở trong nước là được, là ok, vụn tí không sao. Đấy, em sẽ dùng cái phân này, em sẽ giải là kín hết mặt chậu. Kín hết mặt chậu để nó giữ ẩm nhé mọi người nhé. Thứ nhất là nó giữ ẩm, mà thứ hai là nó tăng cái hàm lượng phân hữu cơ ở trong cái giá thể của mình lên thì nó sẽ tốt hơn cho cái cây lan, lá nó sẽ xanh hơn và dày hơn. Đó là cái phân hữu cơ nó đem lại cho cây lan, và nó sẽ kích thích cái cây của mình nó đẻ nhánh nhiều hơn. Thì sau khi mà cô chú chị phủ cho em cái lớp phân này rồi thì mọi người sẽ sử dụng hùng nguyễn nhé. Các bác pha hùng nguyễn tỷ lệ là 1cc trên 1 lít nước hoặc là 1,5cc trên 1 lít nước. Mình sẽ tưới thật đẫm cái giá thể này. Tưới đẫm giá thể nhé, không cần phải tưới lên thân lá cây đâu. Mình sẽ tưới đẫm giá thể luôn. Thì bây giờ nó tối rồi em không làm trực tiếp cho mọi người xem thì em sẽ nói thôi. Dùng hùng nguyễn 1cc đến 1,5cc tưới thật đẫm cho cái giá thể này để cho những cây giá thể mới này và những cây viên phân này nó ngấm cây hùng nguyễn. Và cái thứ hai là nó có những cái đầu rễ hoặc là cái rễ mà khi mình xả nước ấy nó bị tổn thương thì cái việc hùng nguyễn nó sẽ kháng khuẩn cho cái cây của mình. Khi mà cô chú chị làm như vậy được rồi thì mình sẽ để đến 2 ngày hôm sau là mình sẽ sử dụng là Gnadam nhé. 2cc trên 1 lít nước, cô chú chị tưới cho em 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 ngày và tưới liên tục 3 lần. Sau đó là mình sẽ chăm bón nó một cách bình thường như những cái cây ở trong vườn nhà mình thôi. Đó là mình sẽ giải độc. Bác nào mà không có Gnadam thì có thể là sử dụng là B12, cũng tỷ lệ là 2cc trên 1 lít nước, tưới cũng 3 lần, mỗi một lần cách nhau 1 ngày và sử dụng 3 lần như vậy cho em. Rồi lại bỏ lên trên, mình sẽ chăm sóc như những cây bình thường ở trong cây già lan nhà mình. Rồi em là Sĩ Hải Phòng,
mọi người xem video nhớ cho em một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé.